viên của chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn đã tìm đến những địa điểm bán mía đầu mối. Tại đây, chúng tôi được người bán hàng tiết lộ những mánh khóe nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tăng thể tích nước thu được để có lợi nhuận cao nhất. Tìm đến chợ phân phối mía đầu mối khu vực gần địa phận quận Hà Đông, chúng tôi đã được một chủ cửa hàng bán nước mía tại đây chỉ dạy những mánh khóe cơ bản. Người này khẳng định những chai nước mía chỉ có giá từ 12 đến 15 nghìn đồng một lít, chắc chắn là nước mía pha, không phải mía nguyên chất. Cốt một lần, một lít cốt chỉ quay 2,5 cây. Vâng. Và loại mía cũng khá. Vâng. Cái loại mía mà nhỏ nhỏ nó như này á, vâng, chỉ có 4-5 cây mới được một lít. Vâng. Còn cái em nhìn nó quay mà nó sẽ có ra cùng với nước mía luôn. À. Nhưng mà bọn em mở ra sẽ là nước và nước mía ra cùng nhau. Đúng. Em không thể phát hiện được. Còn nếu mà bảo nước cốt chuẩn mía phải 30-40 nghìn một lít, mới là mía chuẩn khoảng 15-20 nghìn. Theo thông tin người bán hàng chỉ dẫn, chúng tôi đã tìm đến các cửa hàng bán máy ép nước mía siêu sạch để hỏi về cách gia công thêm bộ phận chứa đá. Tuy nhiên, sau nhiều ngày dò hỏi tại các cửa hàng bán máy ép nước mía, chúng tôi vẫn không thể tìm hiểu được cách gia công. Một phần vì cảnh giác của chủ cửa hàng, và phần khác là không muốn tiết lộ bí quyết làm ăn. Trở lại cơ sở chuyên cung cấp mía cây cho khu vực Hà Đông và là đầu mối môi giới bán máy xay mía cho các cơ sở, chúng tôi đã thuyết phục được người bán hàng chỉ dẫn cách để tăng dung tích nước mía như ý muốn. Theo người này, muốn được gia công thêm bộ phận đựng đá để nước mía nguyên chất và đá tan vào nhau chảy xuống nhằm tăng dung tích, phải đặt làm tại các cửa hàng mua máy xay ban đầu. Đối với bán mía lít, phải mua nhiều loại mía với chất lượng khác nhau. Loại ngon chỉ xay kèm để lấy hương vị, còn bình thường để bán nước mía lít có lãi phải xay thêm các loại mía rẻ hơn. Cũng theo người này, để tăng thêm lượng đường cho mía vào cuối mùa, do mía lúc này chua hơn so với đầu vụ, người bán hàng đã ngâm mía trong những xô bên dưới có sẵn đường hóa học, chỉ một nắm nhỏ là ngọt lịm. Ngay từ đường rút ra nhá, là cái chất này nó xít rồi này, chỉ cần cái chất này nó cao lên này, cái này làm cao lên để tưởng cái đá rút mía chảy có đá chảy lớn ở đây luôn, không ai biết. Đường hóa học là nó để cái xô này này. À. Cái xô này nhá, trong này nó có pha nhúng mía thôi. Vâng. À nhúng mía. Vâng. Chấm đá để cái đống mía chấm cái đầu cái đường hóa học chỉ một tí vào là ngọt ngay. Vâng. Một vài viên cho nên muốn thử cái là khi quay là một là cho chanh này. Các phân tích mới nhất của các cơ quan có chuyên môn của Thành phố Hồ Chí Minh được lấy từ 5 mẫu nước mía tại 5 quận nội thành ở thành phố. Kết quả cho thấy chứa rất nhiều vi khuẩn coliform, vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc. Theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này đều đã vượt hàng nghìn lần mức cho phép mà Bộ Y tế quy định với loại nước không có cồn. Trong quá trình làm thì những cái người mà bán nước mía vô hình chung đã làm cho cái nước mía nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Vi khuẩn khi mà đã xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta ấy, thì bệnh đầu tiên mà chúng ta mắc phải đó là bệnh đường ruột. Ngay lập tức người ta sẽ bị sụt cân này, mất một lượng nước đáng kể trong cơ thể và dẫn đến nhiều những cái bệnh khác nữa. Đã là đường hóa học thì phải rất thận trọng khi dùng. Thế thì cái tác hại của nó là nó không tạo ra năng lượng, nó có thể gây ra những cái nguy hiểm. Đấy, ví dụ có thể gây ra quái thai dị dạng khi đẻ. Cái nữa là càng nữa là có thể gây ra ung thư. Đấy, hiện nay rất nhiều đường hóa học là ung thư. Bởi vì ta có thể nói chung tất cả các hóa chất tổng hợp là độc hại với cơ thể. Nước mía là nước uống giải khát có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng nước mía pha, nước mía không đảm bảo vệ sinh thì những công dụng tốt của loại nước này lại trở thành nguy cơ gây hại đối với cơ thể. Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng khi sử dụng những sản phẩm dễ bị đánh lừa vị giác.